Trường Vũ cũng khẳng định cuộc sống của anh cùng bà xã và hai con bên Mỹ ổn định nhưng không hẳn là giàu có quá như người đồn thổi. Mới đây, danh hài Trường Vũ đã hồi ngộ khán giả trong đêm nhạc tại một phòng trà ở Sài Gòn. Sự xuất hiện của danh ca không giờ rồi thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Bên cạnh đó, cuộc sống hiện tại của anh cũng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Chia sẻ về sự nghiệp ca hát ở xứ sở cờ hoa, Trường Vũ từng chia sẻ về truyền thông về nhân dịp vào nước giữa năm 2016, rằng hiện tại anh đang chạy show khá ít do các song bài bị cắt bớt nên chỉ còn hát cho cộng đồng, trò chuyện, đồng thời anh chỉ vào hát các dịp cuối tuần và hát thêm vào những ngày nghỉ lễ. Lý giải về việc hạn chế chạy show, Trường Vũ thừa nhận rằng bản thân sống khép kín, ít khi chủ động quảng bá tên tuổi, nhưng may mắn ăn được tour đề đã nên công việc đi hát của anh luôn thuận lợi. Đặc biệt, gia đình luôn là chỗ vừa vững chắc để anh có thể đi diễn nhiều nơi mà không lo lắng. Chia sẻ về vợ con, giọng ca không giờ rồi chia sẻ, bà xã là người đã hy sinh rất nhiều để anh có được như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, danh ca hải ngoại bày tỏ bản thân không muốn dựa vào vợ con để rào rời showbiz, đảm bảo rằng cuộc sống của họ không bị xáo trộn dù chỉ một chút. Anh cũng cho biết thêm trong tương lai sẽ về Việt Nam nhiều hơn để biểu diễn và đáp lại tình cảm của khán giả trong nước. Tôi sẽ về nhiều hơn nhưng chắc sẽ chạy ít show vì tình tôi không bon chen, lại khó tính trong công việc hát. Trên sân khấu, Trường Vũ sinh năm 1963 tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu, nay là thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, tại một ấp nghèo toàn người gốc Hoa. Anh là con thứ năm trong gia đình có 6 người con gốc Triều Châu, Quảng Đông, Trung Quốc, đã sang lập nghiệp tại Việt Nam từ nhiều đời trước. Năm 1983, anh rời quê hương đến năm 1984, định cư ở Los Angeles, Mỹ. Đến tháng 7 năm 2010, Trường Vũ lần đầu trở về Việt Nam để tham gia biểu diễn tại một chương trình từ thiện lớn. Từ giữa năm 2016, Trường Vũ về nước nhiều hơn, nhận lời tham gia giám khảo một số chương trình truyền hình và biểu diễn tại các thành phố lớn. Danh ca hải ngoại được biết đến là một ca sĩ nói tiếng Việt không thạo, nhưng bằng tình yêu âm nhạc trẻ bỏng và sự lao động của nghệ thuật hết mình, anh đã khẳng định là mình tên tuổi, được đông đảo khán giả người Việt yêu mến. Trường Vũ được đánh giá là giọng hát đặc biệt với dòng nhạc trữ tình quê hương với nhiều nhạc phẩm bất hủ như Đám cưới nghèo, Nghèo mà có tình, Xa người mình yêu, Áo em chưa mặc một lần, Người đến từ Châu Châu, Không giờ rồi, Thành phố buồn.